Xin chào mọi người, hôm nay thì em đã xin review đến mọi người một khu nghỉ dưỡng rất là đẹp ở Hà Nam, đó là khu Flamingo. Như mọi người đã biết thì đợt này mọi người cũng thấy rất là nhiều quảng cáo của Flamingo Golden 2, thì khu là 28 Trúc. Thì mọi người đã biết là khi cái dự án này triển khai thì là nó nằm ngay cạnh với chùa Tam Trúc luôn, nằm trong khu quần thể du lịch của Hà Nam, trong khu 3 sao nha mọi người. Flamingo này thì như mọi người chắc là đã quá quen thuộc với cái tên này rồi. Flamingo thì khu Đại Lải này và các khu trong miền Trung và trong trong Nam ấy, thì rất nổi tiếng rồi. Flamingo nó thuộc cái dạng gọi là giải thích đơn giản, nó như giống như kiểu là khu nghỉ dưỡng đấy, một khu nghỉ dưỡng. Thì Flamingo Golden 2 Hà Nam cũng tương tự như vậy, cũng là một khu nghỉ dưỡng dành cho các du khách. Thì bây giờ đang là giai đoạn 1 mà, với cái tổng diện tích là 6,5 hecta, gồm có 180 lô liền kề và biệt thự. Khu này thì gồm các phân khu, đó là khu The Day và The Night, gọi là khu ngày đêm đấy, với 181 căn, gồm 47 khu biệt thự song lập và 134 căn shophouse. Với khu The Day thì là sẽ có tổng 84 căn, có 66 căn shop và 17 căn là song lập. Đấy, khu shop với cái diện tích là 105 mét vuông cho đến 207 mét vuông, mật độ xây dựng là 80%. Khu biệt thự thì diện tích từ 180 đến 190 mét vuông với mật độ xây dựng là 70% và có bể bơi vách kính ở trên tầng 3, chiều cao là 3,5 tầng. Đấy, khu The Night là có 97 căn với 68 căn shop và 29 căn biệt thự song lập, diện tích từ 105 đến 259 mét vuông và mật độ 80%. Đấy, khu biệt thự thì tầm 180 đến 312 mét vuông, mật độ xây dựng 70% và cũng có bể bơi vách kính trên tầng 3. Đấy, hình thức sở hữu thì là sổ đỏ lâu dài. Đấy, đấy là em giới thiệu sơ qua nhá. Còn khi Flam đang quay, Flam Can đang quay thì mọi người có thể thấy là cái đường bên dưới này là đường quốc lộ 21B, và khu Flamingo này thì nằm ngay cạnh đường 21B và cũng nằm nhìn thẳng ra cái view hồ của khu du lịch Tam Trúc, khu du lịch chùa Tam Trúc. Đấy. Thì khi mọi người đã biết từ khi mà các khu dự án nó về thì chắc chắn là thứ nhất là bất động sản tăng, này tăng giá là điều hiển nhiên rồi, và cái thứ hai là tạo ra rất là nhiều công ăn việc làm cho những người dân ở xung quanh đây. Mình để hình như khu chùa Tam Trúc này đã tạo ra rất là nhiều công ăn việc làm cho dân cư ở đây, từ người gửi xe, người phục vụ, người dọn dẹp. Đấy, rất là nhiều công việc làm tạo ở đây. Thì khu Flamingo này nó cũng như vậy, nó sẽ tạo được rất là nhiều việc làm dành cho người dân ở xung quanh đây. Thì giá bất động sản ở đây từ khi hai cái dự án này về đã tăng lên gấp 10 lần rồi. Đây, như em đang có cam quay vào đây thì như ngày xưa người ta vẽ ra là chỗ này sẽ là khu giai đoạn 2 mà giai đoạn 3 của Flamingo. Thế nhưng một điều nó hơi đen cho chủ dự án này, tức là em sẽ nói từ đầu đến cuối nha, tức là khu Flamingo này này, trước đây cái anh em mình đang xem đây này, là nó là một cái hồ, nó khu nuôi trồng thủy sản, mà cái quy hoạch mà mình cũng thể thấy là một cái hồ, nhưng mà đã qua bốn chủ trước, đã có bốn chủ người ta mua cái khu này rồi, thế nhưng mà không có ai có đủ tài chính để mà làm khu nghỉ dưỡng. Thì đến khi mà Flamingo người ta biết được cái chỗ này xong, bắt đầu người ta mua, thì là đúng là người ta sẽ mua diện tích rất là rộng này, và nó sẽ giải phóng quy hoạch tất cả khu này này để nó làm dự án của họ đấy. Thế nhưng mà đen cái là mọi người chắc có thông tin thì ít người biết, tại vì khu này là khu nuôi đa voi, và trong này là có một cái loài động vật là con vọc mái mái trắng đấy. Con đấy là thuộc ở trong khu động vật quý hiếm cần để bảo tồn, mà nên là tất cả những cái dự án nào mà xây có đụng đến núi đồi xung quanh này là sẽ bị dừng hết nhé. Đấy, để là đây, vì đây là khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã nên là không được xây dựng nhé. Cho nên là khu Flamingo này bây giờ nó sẽ chỉ được cái giai đoạn 1 đây thôi, còn giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì nó sẽ nằm sâu ở bên trong, đi theo đường 21 và gần với Hòa Bình. Thì trong một video sau em sẽ nói là cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 nằm ở đâu. Đấy, thì nó sẽ cách với cái giai đoạn 1 này tầm khoảng 4,5 cây. Đấy, mình cứ đi thẳng đường quốc lộ 21 là sẽ đến giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Thì giai đoạn 1 cũng là khu nghỉ dưỡng này, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì nó cũng sẽ có vừa có nghỉ dưỡng này, vừa có khu vui chơi. Đấy, đại loại nó sẽ sầm uất hơn là khu giai đoạn 1 này. Đấy. Còn bây giờ thì cái khu làm cái giai đoạn 1 này thì cũng không vướng vào dân này, nên cũng chưa dính vào quy hoạch hay là giải phóng mặt bằng, thì
Một đặc biệt rất là hay là trong khu 3 sao này thì cũng có rất là nhiều những cái dự án, điển hình như là sân Tam Trúc này, thứ hai là sân golf Kim Bảng. Sân golf Kim Bảng này thì Có tổng là 32 hố, và trong khu này thì mọi người có thể thấy là cái địa thế của nó rất là đẹp, sân golf này địa thế rất là đẹp, nhìn thẳng ra là đến chùa Tam Trúc rồi. Và cái thế thoại em sao em đánh giá là cái sân golf này được rất là nhiều người chơi golf người ta yêu thích, thứ nhất là về cái độ khó, và cái hai là cái giá cả ở đây rất là phải chăng, giá cả chơi sân golf này rất là phải chăng, có đủ các dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí trong này luôn, và địa thế thì rất là đẹp, thế núi đẹp, không gian xanh mát, và trong này thì rất là thích. Trong này trước này em cũng có mấy căn nhà vườn trong này, khách rất là thích mua những căn nhà vườn trong này, thì em cũng đã giới thiệu được rất là nhiều khách mua những cái bất động sản ở trong này rồi. Ngay sân golf em cũng có hai bất động sản, diện tích từ 85 cho đến 120 mét vuông, rất là đẹp ngay sân golf thôi. Đấy, ví dụ như mọi người có quan tâm đến các bất động sản nằm xung quanh khu Tam Trúc này thì mọi người liên hệ với em theo cái số điện thoại mà em ghi dưới màn hình nhé. Trong thị trấn em cũng có này, đấy, lùi lên bên trên qua xóm 6 em cũng có, trước thị trấn em cũng có, phù hợp với anh chị em mình rất đầu tư này, ví dụ anh chị em mình đầu tư này hoặc anh chị em mình xây nhà có ý định là mai sau là bỏ phố về quê kiếm những nơi nào mà có địa thế đẹp gần chùa chiền, không gian xanh mát gần khu du lịch ở thì em cũng có rồi nhé. Ngay dưới đây em cũng có một cái mảnh hơn 700 mét vuông cực kỳ đẹp, nó rất là phù hợp với anh chị em mình mà làm nhà vườn này, mình có thể làm nhà vườn này. Trong này thì em có rất là nhiều đất mà làm nhà vườn này, mình xây khách sạn này, làm nhà hàng này rất là ok nhé, nhà hàng này rất là ok. Vị trí thì khu Tam Trúc này thì mọi người đã biết rồi, rất là gần với Hà Nội và đường giao thông vận giao thông thì đi lại là rất là thuận tiện rồi. Ở đây thì có chùa Tam Trúc này, chùa Hương này, chùa Bà Đanh này, đấy, đi ra Bái Đính cũng gần, đi đến khu du lịch của Ninh Bình cũng rất là gần, đấy, du lịch nghỉ dưỡng và kết hợp với du lịch tâm linh. Thì chùa Tam Trúc này thì họ đằng sau chùa Tam Trúc này là họ cũng đang xây một cái khu dự án riêng của họ nhé, tức là theo em được biết thì họ cũng xây một khu nghỉ dưỡng này và một khu vui chơi giải trí đằng sau chùa Tam Trúc cũng có nhé. Và đằng trước chùa Tam Trúc này người ta cũng có một khu vui chơi, nhưng em cũng chưa biết là người ta làm như nào, thì hôm nay em sẽ có mọi người xem hết video thì cũng sẽ có một cái một đoạn là quay những cái dự án sắp tới của Tam Trúc. Thì Tam Trúc thì tương lai họ sẽ làm còn đến năm 2043 mới hoàn thành cơ mà, nên là còn rất là nhiều các công trình cũng chưa được hoàn thiện xong. Hiện tại thì bây giờ họ vẫn đang trong quá trình là vừa làm vừa kinh doanh luôn đấy nhá. Ví dụ như mọi người quan tâm đến đất ở Hà Nam, đặc biệt là khu 3 sao Tam Trúc này thì mọi người liên hệ với em theo số điện thoại mà em ghi ở dưới màn hình nhé, 0916184236, số của vợ em Thủy, còn số của em là 0839 5359 222. Đấy, để mọi người lưu số của em vào để ví dụ như mọi người có tìm hiểu các bất động sản ở đây, cũng như mọi người muốn tìm hiểu là ví dụ như anh chị nào mua được mảnh đất ở đây, anh chị em còn muốn check quy hoạch xem có dính quy hoạch hay không, hay là trong tương lai là nó sẽ có thay đổi những gì, thì mọi người liên hệ với em sẽ tư vấn với mọi người làm sao để mình đầu tư nó hợp lý nhất, cũng như là tránh những cái rủi ro đến cho mình nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video và em chúc mọi người có một tuần làm việc mới thật là hiệu quả. Và ví dụ như mà có về Hà Nam, có về khu tập trung này thì liên hệ với em sẽ dẫn mọi người đi xem những đất và cũng đưa mọi người đi chơi những khu vui chơi giải trí, những khu du lịch trong này nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.